Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với series khuyến mại tool trong tay Tết đong đầy của công cụ TV cũng như là HT Good. Ở những video lần trước thì anh em chúng ta đã đi qua những cái sản phẩm, những cái dụng cụ có xuất xứ từ Đức và EU. Thì ở video tiếp theo này tôi sẽ gửi tới anh em một số những cái mã sản phẩm cũng như là dụng cụ đến từ Nhật đang có tại showroom cũng như là kho của công cụ TV. Tất nhiên rồi, và giá của các sản phẩm trong video này vẫn sẽ là những cái giá ưu đãi chỉ có trong dịp khuyến mại Tết lần này mà thôi. Và có thể nói là giá hàng Nhật mới ngang với lại giá hàng Nhật bãi để anh em có thể trải nghiệm và ủng hộ cho công cụ TV cũng như HT Good nhiều hơn. Ok, mở đầu video đi. Sản phẩm đầu tiên tôi gửi tới anh em đó là ba mã cờ lê đuôi chuột 4 trong 1 của Super Tool. Đây, tại sao tôi nói là 4 trong 1? Tại vì là khi anh em có trong tay những chiếc cờ lê đuôi chuột như thế này thì anh em có thể sử dụng được với 4 size khác nhau. Ví dụ như trên tay tôi đây, đây là mã SRF1, thì nó bao gồm những size nào? Nó bao gồm size 13, 17 này. Vậy ví dụ anh em dùng size 13, nó sẽ là cái con bu lông sẽ sử dụng cái con cờ lê bên trong này. Khi mà đến size 17 thì nó sẽ ấn con 13 này lại và size bên ngoài sẽ là size 17 anh em nhé. Con SRF1 này có size 13, 17 và 10, 14. Tương tự như vậy, bên này chính là size 10 và 14. Như thế là chỉ cần một dụng cụ thôi, anh em đã có trong tay 4 size để có thể vặn con bu lông rồi. 10, 14 và 13, 17 cũng đều là những size rất thông dụng. Và giá khuyến mại của mã cờ lê đuôi chuột 4 trong 1 SRF1 có giá khuyến mại là 521.000 anh em nhé. Một mẫu tiếp theo đó là mã có size lớn hơn, đó là mã SRF2, cũng là 4 trong 1. Và mã SRF2 này thì anh em có thể sử dụng với các size 14, 19 và 17, 21. 14, 19 và 17, 21. Đấy. Anh em nào mà làm sửa chữa xe máy thì những con cờ lê đuôi chuột như này cũng rất hữu ích. Và giá khuyến mại của cờ lê đuôi chuột 4 trong 1 SRF2 có giá là 589.000. 589.000 mà coi như anh em đã có trong tay 4 cái cờ lê rồi. Một size to nhất đó là size, đó là mã SRF1 có các size vặn là 17, 21 và 19, 24. Đây, 17, 21 và 19, 24. Và anh em lưu ý là tất cả các cái mã này thì đều có khả năng đảo chiều anh em nhé. Đây, bánh cóc này và đảo chiều này. Và với size SRF3 này, với mã SRF3 này thì nó bao gồm các size 17, 21 và 19, 24 như tôi đã giới thiệu. Và giá khuyến mại của mã SRF3 có giá là 616.000. 616.000. Như vậy là nếu anh em nào cần full size thì cả bộ này nó sẽ rơi vào khoảng đâu đấy khoảng 1,7 triệu gì đấy. Khoảng triệu đúng rồi, chắc cỡ khoảng 1,7 triệu gì đấy. Như thế nếu mà một bộ thì sẽ bao gồm 10, 14 này, 13, 17 này, 14, 19 này, 17, 21 này và 19, 24. Tùy mục đích sử dụng, anh em có thể mua theo những cái size mà mình cần. Tiếp theo tôi gửi tới anh em một mã mỏ lết miệng rộng. Với mã mỏ lết miệng rộng này thì thân được làm bằng vật liệu nhôm hợp kim, chính vì vậy mà nó rất nhẹ. Với mẫu như thế này thì anh em có thể sử dụng để sửa chữa những cái ống nước hay là những cái con bu lông ở siphon trong nhà vệ sinh ấy. Con này thì có độ mở từ 16 đến 68mm và qua mã là MFTN68A. Đây, anh em để sửa những cái vật dụng, những cái đồ trong nhà vệ sinh thì một con như này cũng rất ok. Và giá khuyến mại của mã này hiện còn là 395.000 anh em nhé. 395.000. Cũng là một mẫu mỏ lết miệng rộng nữa. Thì đây là mẫu có mã là MFWK280SA.
Đây cũng là một mẫu mỏ led miệng rộng, có chiều dài là 280mm và độ mở của nó thì là cỡ khoảng hơn 100mm anh em ạ. Đây. Con này thì anh em cũng có thể sử dụng để vặn những cái bu lông ở trong nhà vệ sinh được, những cái con bu lông những cái ống nước lớn đấy. Và con này có một điều hay nữa là nó có khả năng điều chỉnh nhanh này anh em này, không cần phải vặn thủ công nữa, không phải vặn như này nữa, mà anh em đây có thể điều chỉnh cái độ mở miệng của nó một cách rất nhanh, cũng rất tiện. Con này thì thân cũng được làm từ hợp kim nhôm, chính vì thế mà nó cũng khá là nhẹ, để cho anh em có thể sử dụng thuận tiện. Và giá của mã mỏ led miệng rộng MFWK280SA có giá là 550.000. Giá quá tốt anh em, 550.000 cho mẫu mỏ led hay như thế này. Độ mở lớn này, khả năng điều chỉnh độ mở nhanh này, điều chỉnh nhanh này. Được làm bằng nhôm hợp kim, 550.000 anh em nhé. Tương tự như thế, cũng là một mẫu mỏ led miệng rộng. Tuy nhiên con này thì khi mà điều chỉnh độ mở thì anh em dùng cơm thôi, hơi thủ công một chút. Con này thì có chiều dài là 230mm, độ mở cũng khá lớn. Độ mở con này chắc độ khoảng 60 thôi, so với con này thì không bằng. Đấy, con này chắc độ mở phải tầm khoảng 80 cho đến 100. Thì đây là mẫu MF320 cũng của Supertool Nhật và MF230, xin lỗi anh em. Con này thì thân là bằng thép, chính vì thế mà cái trọng lượng nó sẽ lớn hơn, nó nặng hơn so với lại con này. Mã MF230 này thì có giá khuyến mại chỉ còn là 370.000 thôi anh em. Đây, anh em có thể thấy là rất mượt mà này. Cũng dùng để vặn những cái ống nước hoặc là những cái đồ cần sửa chữa ở trong nhà vệ sinh cũng rất ok. 370.000 cho mẫu MF230. Đang mỏ led thì tôi sẽ đi một lượt mỏ led cho anh em đi. Trên tay tôi đang là mã mỏ led tự động anh em nhá. Có mã là MWR30. Độ mở tối đa là 30mm. Đây anh em thấy. Và con này hay ở cái là nó có khả năng vặn tự động. Này, tôi sẽ vặn anh em xem này. Đây. Vặn này, khi anh em trả lại này thì cái miệng mỏ led nó sẽ hơi nhả ra một chút. Đấy. Anh em vặn liên tục. Đúng không ạ? Rất thuận tiện cho cái công việc sửa chữa của anh em. Với độ mở là 30mm này thì nó cũng là một độ mở khá thông dụng rồi. Chiều dài là 200mm. Và giá của mã mỏ led tự động Supertool MWR30 có giá khuyến mại là 430.000 anh em. 430.000 anh em nhé. Giá rất tốt. Tay được làm tay được bọc nhựa này, chống trơn trượt. Tiếp theo một mẫu mỏ led nữa, đó là mẫu mỏ led của Chutco. Mẫu này thì có chiều dài là 150mm và độ mở tối đa là 24mm anh em nhé. Đây. Tay cầm được bọc cao su chống trơn trượt. Mã của nó là TRMG-150-R. Đây, Chutco. Ở trên mỏ led thì đã có vạch số hệ mét từ 0 cho đến 24mm đây rồi. Cũng rất mượt mà. Và giá khuyến mại của mẫu mỏ led dài Chutco dài 150mm, độ mở 24, còn là 285.000 anh em nhé. 285.000. Một mẫu dài hơn, đó là phiên bản dài 200mm và độ mở tối đa là 30mm, cũng của Chutco, có mã là TRMG-200-R. Và giá của con này thì có giá là 326mm. Như vậy là chỉ đắt hơn so với lại mã 150mm đâu đấy khoảng 340.000. Rồi. Một mẫu mỏ led với cái size khủng hơn, cũng của Chutco,
với chiều dài là 300 mm và độ mở mắt của nó là 41 mm anh em nhé. Con này thì có mã là TRMG-300-R Chutco. Đây. Độ mở mắt là 41 mm. Đấy. Và giá khuyến mại của mã mỏ LED Chutco dài 300 mm này có giá là 530.000. Giá rất là tốt anh em. Đây là ba cái mẫu mỏ LED của Chutco mà tôi thấy giá như này là rất là hợp lý này. Cán là đều được bọc bằng cao su, chống trơn trượt hết, mạ chrome vanadium. Cầm rất chắc chắn, rất dày dặn. Đúng không ạ? 530.000 anh em nhé. Đang dụng cụ vặn thì thôi, chúng ta sẽ đi đến dụng cụ vặn tiếp đi. Trên tay tôi đang là cặp tô vít của Vessel với có mã là đâu rồi? 220-2-100. Con này thì có chiều dài phần vặn là 100 mm và BH2. Đây. Ở trên thân tô vít thì tôi đang thấy là xuất xứ của mã tô vít Vessel này có xuất xứ là Thái Lan, made in Thái Lan, đã được in ở trên này rồi. Đây. Và với cái mã tô vít phần vặn dài 100 BH2 như thế này thì đang có giá khuyến mại là 155.000 anh em nhé. Tiếp theo đây cũng là tô vít Vessel có chiều dài phần vặn cũng là 100 nhưng là tô vít dẹt và có cái chiều rộng phần vặn ấy thì là 6 mm và cũng có giá khuyến mại là 155.000. Như vậy nếu anh em mua một cặp như thế này thì là giá của nó sẽ rơi vào cỡ khoảng 310.000 một cặp như thế này. Hai con này thì đồng giá như nhau, 155.000 anh em nhé. BH2 chiều dài phần vặn 100 này, tô vít dẹt chiều rộng phần vặn là 6 mm và chiều dài là phần vặn cũng là 100 mm, đồng giá 155.000. Và anh em nào giá đang tốt mua cả cặp thì sẽ còn là 300.000 anh em nhé. Đây một cặp tô vít nữa tôi giới thiệu với anh em là phiên bản dài hơn. Đây là mẫu tô vít 4 cạnh BH2 có chiều dài phần vặn là 200 mm. Đấy. Có mã là 220-2-200 của Vessel có giá là 170.000. Bên cạnh đấy là một mẫu tô vít dẹt cũng chiều dài phần vặn là 200 mm này. Chiều rộng của phần vặn này là 6 mm và có giá cũng là 170.000. Đấy. Và như thế đây sẽ là một cặp cho anh em lựa chọn, một 4 cạnh và một 2 cạnh BH2 như thế là thông dụng rồi, đúng không ạ? Và nếu như anh em mua một cặp như này, giá của mỗi chiếc là 170.000 thì là tổng 2 chiếc sẽ là 340.000. Khi anh em mua một cặp thì giá sẽ còn là 320.000 cho anh em. Tiếp theo là mã tô vít Vessel với có mã là 220-2-150. Đây là mẫu tô vít 4 cạnh có chiều dài phần vặn là 150 mm và có size là BH2 của Vessel. Và giá khuyến mại của mẫu tô vít 4 cạnh này hiện còn là 160k anh em nhé, 160.000 cho anh em. Đây. Anh em có thể là mua theo cặp hoặc là mua lẻ cũng được. Mua theo cặp thì giá sẽ được hỗ trợ tốt hơn một chút. Ví dụ như cặp này nếu giá mua lẻ của anh em cả hai chiếc này sẽ là 310.000 thì mua một cặp sẽ còn 300.000. Hay như cặp như thế này khi mua lẻ là 340.000 thì khi anh em mua một cặp sẽ chỉ còn là 320.000 thôi, đúng không ạ? Rồi ok. Tiếp theo đi. Đây, trên tay tôi đang là một mẫu lục giác cặp rất nhỏ gọn, có size từ, tôi đang nhìn thấy lên là từ 1.5 cho đến 6 mm, 1 2 3 4 5 6 7, bao gồm 7 chi tiết. Anh em có thể là
treo túi hay là treo vào móc khoáng được từ 1.5 cho đến 6 mm. Và đây là đầu lục giác đầu bi, có mã là TNB-7S của Chutco Nhật Bản anh em nhé. Và giá khuyến mại của bộ này chỉ còn là 340.000 thôi, giá rất tốt rồi. 340.000 một bộ như thế này là giá rất hay rồi. Nếu như một bộ như thế này của Uha thì giá cao hơn khá khá nhiều. Hoặc là của ví dụ như 6 chi tiết, 7 chi tiết như này của BB Suite thì giá cao hơn nữa. Và tuy nhiên với hàng của Chutco thì giá cũng rất phải hợp lý, vừa phải để anh em có thể tiếp cận và sử dụng. 340.000 cho mẫu lục giác gập TNB-7S. Anh em có thể để ý trên bàn là vẫn còn rất nhiều những cái sản phẩm tôi chưa giới thiệu. Tuy nhiên số lượng, cái thời hạn video nó cũng có hạn. Chính vì thế mà những cái sản phẩm còn lại tôi sẽ giới thiệu với anh em vào video tiếp theo. Anh em hãy nhớ theo dõi và chọn những cái sản phẩm mình đang cần, liên hệ với các số điện thoại chạy trên kênh để được hỗ trợ đặt hàng và tư vấn. Đừng quên like và chia sẻ video để nhiều anh em có thể biết đến cái chương trình khuyến mại lần này của Công Cụ TV cũng như HT Hút. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.